Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả đại chúng, hôm nay chúng tôi xin được thành tâm kính cung thỉnh Hòa Thượng Phương Trượng, trưởng phái đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ, Hòa Thượng Thích Như Điển sẽ chia sẻ với tất cả đại chúng một pháp thoại, đó chính là chết và tái sinh. Thành tâm kính đảnh lễ Hòa Thượng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức và thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin trình bày về vấn đề của thân tiền ấm, thân trung ấm và thân hậu ấm theo quan điểm của Phật giáo Đại Thừa, đặc biệt là Phật giáo Việt Nam cũng như Phật giáo Tây Tạng, có thể là Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Nhật Bản. Tiếng Tây Tạng, chữ trung ấm thân gọi là ba đô, và chuyển di tâm thức gọi là phô hoa. Trên nguyên tắc thì khi con người có sinh ra thì người đó phải chết đi. Nhưng mà trong kinh của Phật có dạy rằng dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, dục tri lai thế quả, kim sanh đắc giả thị. Có nghĩa là ai muốn biết cái nhân đời trước mình đã gây ra việc gì để xem cái kết quả của mình đang hưởng trong hiện tại. Người nào muốn biết cái kết quả trong vị lai như thế nào thì hãy xem cái nhân mình đang gây ra trong hiện tại. Thì cái nhân của kiếp trước là cái quả của kiếp này, cái quả của kiếp này là cái nhân của kiếp sau. Cứ thế mà đi vòng quanh ở trong cái cảnh luân hồi sinh tử, vào ra ba cõi và xuống lên sáu đường. Vậy thì thân tiền ấm chúng ta thì ai cũng biết, có thể là thân con người, thân chư thiên. Đến một ngày nào đó thì con người hay súc sanh hay là chư thiên cũng phải đến cái giai đoạn kết thúc cái tuổi thọ. Ví dụ như tuổi thọ con người tương đối khoảng 60 tuổi trong đời nay. Nhưng mà tuổi thọ của chư thiên, của dục như của cao nhất là của tha hóa tự tại thiên. Một ngày ở cõi tha hóa tự tại thiên là bằng 1600 năm ở chúng ta. Thì mỗi một loài chúng sanh như vậy thì có một cái tuổi thọ dài lâu, ngắn ngủi là do cái phước báo của mình trong đời này cũng như nhiều đời trước đã tạo ra. Có người sinh ra là giàu có người sinh ra làm vua, có người sinh ra làm kẻ ăn xin, người sinh ra làm tu sĩ, có người sinh ra làm quan đại thần, vân vân và vân vân. Tất cả đều do cái nghiệp của mình đã tạo tác trong nhiều đời mà trong đời nay mình hưởng lấy. Thì khi mà cái tâm thức mà nó rời khỏi thể xác, được gọi là ở trạng thái lâm sàng hay gọi là trung ấm thân. Xin thưa là trung ấm thân chỉ giới hạn trong vòng 49 ngày mà thôi, từ ngày thứ nhất cho đến ngày thứ 49. Và ngày thứ nhất cho đến ngày thứ 7 là cái thời gian mà của cái trung ấm thân đó đi đầu thai. Và nếu không có đầu thai được thì cái thân này nó sẽ chết một lần. Và cứ thế cho đến tuần thứ 2, tuần thứ 3, tuần thứ 4, tuần thứ 5, tuần thứ 6 và tuần thứ 7. Nếu trong trường hợp 7 tuần lễ này mà cái trung ấm thân không có đi đầu thai được thì trở thành cô hồn, tức là cái hồn cô đơn, cái hồn cô độc, không ai cúng quải, không ai tụng kinh, không ai làm phước. Cho nên cái người mất này không có cái khả năng để mà đi đầu thai. Do đó cái sự cầu nguyện nó rất là quan trọng đối với cái người còn sống cũng như là đối với người đã qua đời. Cái người mà sắp lâm chung thì cần có cái sự hộ niệm của chư Tăng cũng như là của những thiện hữu trí thức. Cái người đi hộ niệm nên đứng hai bên cái giường của người mất. Vì đại sư hay quý thầy có thể đứng trên đầu hoặc là một cái tượng Phật. Không nên đứng phía dưới chân của người mà sắp lìa đời. Đại sư Tu Cô Tinh Đốt có dạy rằng nếu mà những ai không thích nhau thì không nên gần nhau trong cái lúc mà người này sắp lâm chung. Bởi vì người sắp lâm chung có thể đi xuống cái cõi thấp hơn nếu mà chỉ để ý về những cái người chung quanh mà mình không có thích. Thay vào đó thì những người thân trong gia đình nên kể những câu chuyện vui ở trong cuộc sống của họ, nhất là ở trong cái đời sống quá khứ, tình nghĩa vợ chồng, cha mẹ hay con cái. Đó là một cái điều nên làm. Chúng tôi nghĩ rằng phần tiếp theo thì tôi sẽ nói rõ hơn, bởi vì chỉ có 5 phút thì xin ngắn gọn như vậy. Như Đạo Phật.
Kính thưa tất cả quý vị, vừa qua chúng ta đã nghe Hòa Thượng chia sẻ. Kính chúc tất cả quý vị và gia đình luôn an vui và thanh thản trong cuộc sống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.